toplinkatm.com, bán hàng Boxy Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplinkatm.com. Mẹ mày điên à? Bố vẻ không mày bây giờ? Mày ơi, có gì không? Hello. Hello mẹ nha mày! Đi con mẹ mày giật hết cả mình! Nhờ, số 1 ạ, à, thể hiện bản lĩnh của người hack nhá. Hack cua hack, in đầu các kiểu lên. Bắn thì mẹ rát sọ. Mẹ tí nóc được một người còn gì? Hello. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Lại là clip trà trộn đây anh em. Thì ở cái intro vừa rồi là anh em biết gọi là được sơ nội dung rồi đấy. Thì trận trước mình đã có chơi mấy em mấy bạn này một trận rồi nhưng mà gãy luôn từ đầu. Trận này trận thứ hai đây anh em. Rồi thì anh em xem thì đừng quên thấy hay. À đừng quên thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Nói lộn đấy anh em, líu lưỡi rồi. Thì clip này thì chắc là có rất nhiều gọi là gì nhỉ, từ ngữ gọi là thô tục các thứ, nên là anh em cân nhắc trước khi xem nhá. Mình không khuyến cáo đâu. Ai hi hi. Ủa có team này. Đây rồi. Từ từ mình sẽ cho mic của mấy bạn này nhỏ đi. Được. Nó to quá anh em ạ. Sao mày cứ vứt tao dưới đi. Rồi ra để bắt nữa. Nhảy xuống dưới xuống bị cái gì mẹ nữa. Mày. Tao bị vứt ra ngoài luôn. Đây rồi, có súng đây rồi. À, tao đều có súng. Vứt hay rồi. Dòng bạn nữ này thì cũng khá là gọi là cute các thứ nhưng mày mà là con không béo sao nào anh mà cái tao xuống trước mặt mày kìa. Gặp đúng gọi là dâm cô nương ở đây rồi. Mình không điểm mấy sờ kim quá, mình đang ngồi nằm các thứ. Không bỏ mic. Để tao đi solo. Rồi. Hay rồi. Ông số 2 bị ngốc rồi. Trêu cái gì ông ơi. Bây giờ anh thanh niên này vẫn còn đang ngồi trêu anh em ạ. Đeo cứu này. Đeo cứu. Ba bạn này chơi với nhau anh em ạ. Linh, em cứ chạy xa anh thế. Ô, bạn này cũng tên Linh à? Đang chạy lên còn giống gì? Giống tên mình anh em ạ. Về thử xe mà đỡ chết đi em ạ. Mày đang đấy. Chạy gần. Tao tưởng mày là thằng số 1. Sao lại tao tưởng mày là thằng số 1? Vô lý. Nó là mày gọi số 1 là thằng. Ui, đúng. Sao này gọi tên mình là thằng. Thế là thanh niên ạ, bạn nữ này không hòa đồng với mình rồi anh em ạ. Hai kho không có hết. Đây rồi. Mình nghe thấy hết rồi anh em. Đó ổn rồi anh em ạ. Rồi có một tên chạy sang này. Hơi đông. Con nào? Bắn bọn hai thằng đi. Con đầu buồn. Đây rồi mình thấy thêm con. Vãi chưởng. Ông kia lại còn chửi ạ. Ôi nhóc. Đây kia nó ngồi lại kia này. Bình tĩnh nó anh em ngay ở cái chỗ đỉnh nhà cao nhất của ông là bị nốc à? Đậu phộng. Ủa bị ai bắn mà nốc vậy ta? À biết. Linh sĩ đỏ, sĩ đỏ. Từ từ các dân chơi ơi. Cứu rồi. Như này là không được rồi anh em ơi. Anh ơi nó bắn em. Anh ơi nó bắn em. Anh ơi đấy không chết được. Em ra mẹ con rồi. Chắc phải tao biết rồi. Vòng dịch sang đã. Chết nó đây. Chứ đứng ở trên này không công anh em ạ. Rồi chửi rồi. Anh móc anh đẩy bên trái. Thanh niên này vừa gáy thì bị nó xây chết. Nhảy xuống đất bị chậm mẹ nhịp bạn cay thế. Cay à? Vừa gáy xong. Ui, mẹ tôi bắn nó yếu vãi luôn đi. Ui, bắn cái này văng kinh lắm anh em. Có một tên chạy sang bên trái mình. Mày bị gà luôn à? Đây, có một đây. Rồi, nóc một ông. Rồi, hacker rồi. Hacker ơi. Có tiếng đằng sau mình. Bên tiếng chân này. Ba kho chạy sang à? Đâu rồi? À chạy à? Bot. Bot người đây. Oh boy, bot bịt mẹ. Bot cờ Trung Quốc. Bắn mặc kho đi, mày cứ bắn bot. Vô lý. Bố mày có lồn máu. Chửi nhau. Đấy anh em cân nhắc trước khi xem nhá. Cái này gọi là chỉ mang tính chất giải trí thôi. Anh em đừng có chửi mình, tại sao lại chơi với mấy bạn chửi nhau inh ỏi như thế này. Chơi game có người này có người kia, chửi nhau này vui mà anh em, đúng không? Trong kho mình có người này. Rồi, nốc rồi. Tại vì không phải là chửi theo kiểu là ghét nhau, mà gọi là kiểu ngôn ngữ nói chuyện thôi anh em. Nên là anh em đừng có bình luận bạn này bạn kia nha. Cố lên.
cũng ngồi đây hát. Cô cũng ngồi người. Ngồi hát luôn cơ à? Thấy mồm sao lại không ngồi rên như hồi nãy đi? Nghe nó cứ phải gọi là con nó vào y cũ rồi. Là đi vào lòng người đấy anh em. Đúng trong nhà y còn đó. Còn tiếng này. Nó bò à? Nhảy xuống rồi, nhảy xuống rồi. Đâu rồi? Rồi. Cả lia rồi. Thế làm loanh quanh mình được có 2 kill. Vô lý. Hết rồi mà. Rồi, hết rồi. Hết rồi các thanh niên ơi. Đấy, thế phải gọi là hacker chứ. Hacker quần què à? Trời đủ. Ôi, bây giờ mình ăn được tôi chịu chứ ông sao? Này nữa này. Các bạn đẩy lên. Bố mày đẩy lên, không bố mày bị nấp thế còn gì mày chẳng nhìn thấy. Sao? Xí đẩy lên cho ăn nóc ạ. Nghe giọng, thế nghe giọng lên. Khá trẻ. Thì bé tao nhảy xuống đấy, nó nhảy xuống đất, nó béo chạy luôn, còn đứng lại một nhịp. Đấy, anh em nghe không? Chửi nhau nhưng mà vẫn kiểu nói chuyện vui vui thôi. Chứ không phải là chửi theo kiểu xúc các thứ đâu. Phản chủ quá rồi. Phản chủ vãi nồi. Bố mày đổi nhân vật nam rồi. Yêu đuối quá rồi. Yêu đuối. Đang chửi con nhân vật của mình. Chả hiểu kiểu gì. Đi ngu quá. Đúng. Đưa mà 4 đi. Sao lại vẫn đòi mà 4? Ai cần 4? Mà 4 gì? Nữ thanh niên thôi. Đúng, đưa em mà 4. Đưa em mà 4 à? Em biết câu mà. Câu gì? Có ăn mà được có làm thì ăn gì không? Quấn hoa hồng à? Ăn được bố ơi. Cho em bố quên nào. Bố ơi. Cho em bố quên nào. Đủ mẹ nó. Chú choa mà ơi. Có cho nó sống yên bình tí được không? Cái gì vậy? Ui ôi. Anh em có nghe thấy cái gì không? Ui thôi thua. Cái nữ thanh niên đúng là đây gọi là dâm dâm cô nương ở Nevermark rồi. Sao? Ui trời ơi, sướng quá. Bạn ăn gì mình cúng lại còn đòi sướng quá thế này thì chịu rồi. Thua. Mở bốn đi. Thua rồi anh em. Anh em chơi game đúng bao giờ gặp cái trường hợp như này chưa? Mình là lần đầu đấy anh em. Ai thật. Đây rồi á. Có tiếng tới gần mình này. Không biết. Chỉ là con bot thôi. Thôi được rồi. Đi cướp thính thôi. Đi thôi anh em. Chỗ này cũng chả còn gì rồi. Phá mà vẫn vui. Em sĩ cả đây bao nhiêu? Sĩ cả đây thấp ấy. Cả đề ấy thấp thì làm gì, cao thì làm gì đâu. Đưa bố mày vào bút cam nhiều vào, còn cao máu luôn. Chửi nhau. Anh em thấy cái mic của đồng đội không? Lúc to lúc nhỏ, chỉnh rồi đấy. Bố mới sắp vượt mà. Vượt cái gì không biết. Thế thì im mồm. Nghe mấy bạn này chửi nhau buồn cười vãi. Mùa sau tao vượt mày. Có tiếng ông nhà này. Đi em mùa sau mày đưa Dũng cày thuê thật thế. Ui người này. Bát. Ngon. Ui chửi thử á. Mình tưởng con bot ở trong nhà chứ. Việt Nam. Nghe nó ở một đoạn rồi đấy. Ô ha hoa cái gì gì chẳng chẳng ra qua cái gì. Đây này. Rồi chết luôn. Úi ôi người. Người ôi đi mẹ ông này sấy vãi luôn. Cái gì? Ô mày đây ai còn vãi cái gì nữa? Kinh vãi. Thế hả? Thật là tởm. Thật là tởm. Tởm luôn. Sấy kinh rồi lại còn vãi. Vãi cái đấy là thì chịu rồi. Thì hôm nào em cũng sấy thử như thế nhá. Sấy thử. Cái gì? Mày bị điên rồi đấy. Mẹ mày xì mày. Tao xì mày đấy. Vãi nồi ạ. Lô đi mẹ mày. Voi đu cho chú để sách à? Thua. Mày học cô đấy. Nó lấy xì mày bị điên này. Voi đu cái gì? Cho đu nhảy chuột chù nhảy sách à? Đi thôi. Ok. Đúng rồi. Mày nghĩ ra là giọng phải thánh thớt. Giọng thánh thớt. Điền, đấy ta chỉ giả vờ demo thôi. Mày đã phải có bài bản có theo nhịp điệu. Rồi, nhẹ. Một ông chết. Đánh vần 1 2 3 rồi. Mốc đây này anh em. Kia. Yeah. Đây. Đây rồi. Úi, một viên chết. Nó yếu quá rồi. Tốt chứ. Mỗi viên anh em ạ. Mỗi viên thôi. Thôi đi thôi. Đi thôi. Tính kiểu mấy 6.13, rất hay. Hacker đây rồi. Hack gì? Đùa. Dũng ạ, Dũng kém lắm. Một bài giáo huấn thì mẹ đã comeback.
Chúng tôi chúng ăn nhau. Đâu đâu, 200 nào. Con này chạy điên ông ạ. Công căng sang luôn này. Còn open link hiểu không? Đánh vào quả đâu. Sấy đâu đấy? Cái chết sao? Sao dũng sấy nó đang cắn đấy? Rồi. Sấy gì đấy? Nóc rồi. Ôi, em còn sấy hay hơn anh ấy. Thế hả? Ui giời ơi, chết. Từ từ này. Mình sẽ đẩy luôn. Sớm bắt đầu quá. Mình nó đẩy ạ. Này. Không. Đẩy chết rồi. Nhìn cái đầu ra kia. Để tôi đẩy này. Anh đang hồi máu. Hồi cái gì? Mày như con ngu ấy đúng không ạ? Mày cứ cuống ấy nhở? Cuống nhở? Nhìn này. Được chưa? Nhìn bỏ cái cốp ra mới nhìn được chứ. Rồi đây rồi, tiếng chân đây rồi. Bạn chết rồi. Bạn chết chắc rồi. Đây rồi. Rồi, clear. Hai tên thôi à? Phuệ. Clear rồi. Mù mắt cái con gì? Con cặc nào vừa cười ấy. Cái gì? Sao này? Còn đấy. Con gì vừa cười? Địt con mẹ thằng nào vừa cười ấy tởm thế. Lại chửi. Chửi gì đấy trời? Nữ thanh niên ơi. Địt con... Vãi luôn, đi mẹ cười. Cười như con ngu. À, cắt lưỡi mày đây. À, đang chửi nhau mê mic on. Đi mẹ đéo ai chửi bà. À, mẹ im mẹ mồm đi. Bút tụt lưỡi bây giờ. Bút tụt lưỡi mày đây. Hai nữ thanh niên chửi nhau. Có tiếng súng này. Hướng 60, 75 gì đó này gì bạn? Mẹ con danh. Con đi nhỏ mẹ là con mày. Gì đấy? Ê, con đi kia là gì tao nói? Súng này. Có mẹ, bố con... mẹ. Bố mẹ. Ê, mày bố học mà. Con đi chó là con gì? Con đi chó là con gì? Đi con mẹ. Ui trời ơi. Bố học. Vàng. Vàng kìa anh em, anh cảm thấy không? Đang chửi nhau với nhau mic on ạ. Bố mới thích đây. Đâu, tao xem cái đấy nè. Đi con mẹ, mày quạt, mày quạt được đấy nào. Mày là bố mẹ tao ạ. Đi mẹ nói sủa đấy. Sủa đấy. Thua. Một con chó đã sủa ấy. Thật kìa. Chó sủa hay đấy. Ngoan tí anh cho ăn. Ngoan tí anh cho ăn. Chó sủa nãy giờ hay thế nhỉ. Thôi đừng chửi người ta nữa mấy bạn. Đói rồi đúng không? Đói rồi đúng không? Nó vừa chạy ở đây này. Bắn đi Dũ. Dũ anh không dám bắn thằng này. Ủa bắn đâu đây? Bên phải có người đấy Dũng. À đây rồi. Đang nằm kìa. Thằng này bị nốc rồi. Nó mất khuất rồi. Được rồi. Trông đứng đấy nhá. Này mình mong mở góc. Mở góc này. Mất hết. Nó, thế okay. Là team hai team đang bắn nhau rồi. Hai team mà. Nhưng mà bây giờ em gen nó chỉ những người chết nghe được thôi. Này gen. Đây. Này thì gen này. Rồi clear rồi. Còn liên một team này rồi. Còn một team ở trong nhà nữa thôi. Đúng rồi, anh ngồi đây nguy hiểm đấy. Còn một team ở trong nhà nữa thôi. 4 thằng nữa à? Ui. Bắn chân đam yếu, bắn chân chắc có 10 đam phát. Hai trưởng ạ. Này, anh đứng ở cửa, em nói cửa một phát là anh thế đấy. Mẹ ơi. Sấy chân pha đấy mà. Mẹ trước rồi, không nhớ rồi. Mẹ chỉ biết gà mà không thấy cái hè... Gọi là hề hấn gì luôn ấy. Kìa bắn đi. Rồi lan rồi. Tử linh. Thôi đừng giục nhau. Rồi hay. Cái ngu ấy mày, nó chạy. Hèo linh kệ nó. Kệ nó bắn. Em càng nói nó càng rối thôi. Sau nhà. Em càng nói nó càng rối thôi. Trong nhà có luôn. Sau nhà với trong nhà đều có nha. Biết rồi, nghe mà. Ok. Chân nó kìa, chân nó này. Bắn chết mẹ mà chơi nó đi. Nó vào nhà rồi. Đằng sau vào luôn. Vào luôn. Đằng sau lời đồn đội. Kìa. Rồi. Yo. Easy quá. Khỏe quá. Này thì không có mày tốt, không tốt một này. Ủa hồn cái gì đấy? Trời ơi, hiệu ứng chất đâu. Đẹp trai thế còn gì nữa. Thật sự. Để hiện ở cái đấy ở đâu ạ? Xịn quá. Ok, clip mình cũng dừng ở đây thôi. Anh em thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh nhá. Đấy. Gặp ngay gọi là team dân chơi anh em à. Cười mệt vãi nồi. Bye bye, hẹn anh em thấy clip tiếp theo.